Tin giáo phận Vinh, Đức giám mục An Phong Xô, Nguyễn Hữu Long về với giáo phận Vinh và thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ của Đức giám mục Phao Lô Nguyễn Thái Hợp. Như đã đưa tin ngày 22 tháng 12 năm 2018 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố quyết định thành lập giáo phận Hà Tĩnh và đặt Đức Giám mục Paulo Nguyễn Thái Hợp làm Giám mục tiên khởi cho tân giáo phận và đặt Đức Giám mục An Phong Xô Nguyễn Hữu Long làm Giám mục chính tòa giáo phận Vinh. Vào lúc 15 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2019, Đức cha An Phong Sô cùng đoàn tháp tùng gồm cha tổng đại diện, quý cha trong ban tư vấn giáo phận Hưng Hóa, quý sơ đại diện dòng mến thánh giá Hưng Hóa và quý cha dẫn đường của giáo phận Vinh đã về tới tòa giám mục xã đoài giáo phận Vinh. Tiếp đón ngài, có đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên giám mục giáo phận Vinh, đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, quý cha trong ban tư vấn giáo phận Vinh, quý cha tại tòa giám mục quý cha giáo đại chủng viện thánh Francisco Xavier, quý cha các giáo hạt lân cận, quý thầy tiền chủng viện và đại chủng viện, quý tu sĩ thuộc các hội dòng, hiệp hội đang phục vụ tại giáo phận Vinh cùng giáo dân giáo hạt xã Đoài. Sau khi tiếp đón tại phòng khách tòa giám mục xã Đoài, quý đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn tiến về nhà thờ chính tòa xã Đoài. Tại đây, Đức Tân Giám Mục Giáo phận đã quỳ gối hôn lên vùng đất tiền sảnh nhà thờ chính tòa. Sau đó, Ngài hôn kính thánh giá từ tay cha quẹn hạt xã đoài. Nghi thức đón chào Đức Tân giám mục giáo phận Vinh kết thúc với phép lành được ban bởi cả hai đức cha Phaolô và An Phong Xô. So. Sáng hôm sau, vào lúc 9 giờ sáng ngày 22 tháng 1 năm 2019, trong tâm tình tri ân, Đức Nguyên Giám mục Giáo Phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã dâng thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ của mình tại Giáo Phận. Thánh lễ diễn ra tại nhà thờ chính tòa xã Đoài, có sự đồng tế của Đức Giám Mục kế nhiệm An Phong Sô Nguyễn Hữu Long, Đức Giám Mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, quý cha trong giáo phận Vinh và quý cha từ tân giáo phận Hà Tĩnh. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân chúa từ nhiều nơi trong giáo phận. Trong thánh lễ, thay mặt 281.934 nhân dân còn lại trong giáo phận Vinh, cha quản hạt chính tòa Phêrô Nguyễn Văn Vinh bày tỏ tâm tình biết ơn sâu nặng với đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Tiếp lời, đức giám mục An Phong Sô với lòng cảm phục của người kế nhiệm cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm về những công lao mà hai vị tiền nhiệm, cách riêng là giám mục Phaolô đã gây dựng tại giáo phận để chính thức kết thúc sứ vụ cách công khai, đức giám mục Paolo đã trao gậy mục tử cho đức giám mục Alfonso. Cử chỉ đó thể hiện việc trao lại quyền chăn dắt giáo phận cho người kế nhiệm do đức thánh cha chỉ định. <laughs>